nữa. Nhưng liệu anh thay đổi rồi, anh cảm thấy vui hơn hay là buồn hơn? Anh cũng chưa biết nữa. Có điều anh ở lại đây, anh luôn có tâm trạng bất lực và mệt mỏi. Thà đi xa để quên hết, coi như là cắt đứt với quá khứ, tìm cho mình một cuộc sống mới thanh thản và nhẹ nhàng hơn. Ủa Ninh, sao ngồi đó một mình vậy? Ở nhà không có ai, Ninh ngồi với mấy mình bây giờ. Dì Hân chưa về hả? Không biết tại sao dạo này má hay đi về khuya quá. Dạo này nhà mình buồn quá, không có vui vẻ như lúc trước nữa Ninh ha. Ninh cũng thấy như vậy. Hồi nãy Ninh thấy anh Thiện đưa Hương về. Bộ Hương chịu quen với anh Thiện rồi hả? Đâu có, anh Thiện sắp đi xa rồi. Anh đi đâu? Anh chuyển công tác ra Hà Nội rồi sống ở đó luôn. Vậy là anh không còn muốn theo đuổi Hương. Anh đã hết kiên nhẫn rồi đúng không? Chắc là như vậy. Hương, Hương có thấy buồn không? Buồn chứ. Hương cũng không hiểu tại sao Hương lại buồn nữa. Có lẽ Hương đã thương anh Thiện thiệt rồi. Hương cảm thấy cuộc sống này buồn tẻ quá. Alo, Hương nghe nè anh Thiện. Sao? Đi ngay bây giờ hả? Không thể được, sao nhanh vậy? Dạ được, Hương tới liền. Đi đâu mà gấp vậy Hương? Dạ em đi công việc, còn bài thì chiều nay em nộp cho anh ha. Giờ này cũng chiều rồi, em viết có kịp không? Tin này quan trọng đó nha. Dạ em biết rồi, em hứa là em sẽ nộp bài cho anh trước 5 giờ nha. Em phải đi ngay nếu không không kịp. Em chào anh. Tới nhanh vậy. Hương chạy xe thì đèn nhanh để tới đây kịp gặp anh. Hương chạy xe thì đèn nhanh để tới đây kịp gặp anh. Sao anh đi vội vàng vậy? Vậy là buổi đi chơi ngày hôm qua anh tìm tôi giả Hương luôn hả? Ủa, ảnh đi đâu? Hà Nội. Nhìn cái cách của Hương á, giống như là hai người chia tay vĩnh viễn vậy á. Ai ngờ đi công tác. Ảnh đi Hà Nội, mắc mớ gì phải buồn. Vậy mà gọi ra gấp lắm. Làm tưởng có chuyện gì không à? Mà dạo này Hương nó sao á? Anh bỏ đi như vậy hỏi sao mà mình không buồn. Anh đi ra Hà Nội sống luôn rồi, chuyển ngành nữa. Đi luôn hả? Ừ. Người đi ừ nhỉ, người đi thật. Mẹ thà coi như chiếc lá bay, chị thà coi như là hạt bụi, em thà coi như hơi rượu say. Thôi nha, mình đang buồn lắm đó, còn giỡn nữa. Thì người ta đọc thơ để chia buồn với Hương nè. Ủa mà sao tự nhiên anh đi vậy? Trời đất, trí thông minh đi đâu mất tiêu rồi không biết. Nếu mà anh Thiện bỏ đi á, không có liên quan gì tới Hương á, mắc gì Hương phải buồn. Nó đâu phải là chuyên viên buồn đâu. Trời ơi, nó không phải là chuyên viên thì còn ai là chuyên viên nữa. Hồi trước buồn gì anh Giang, bây giờ thì buồn gì anh Thiện. Không biết từ giờ tới già nó có còn buồn thêm ai nữa không. Buồn hai người là đã muốn chết rồi, buồn thêm ai nữa. Vậy thôi, nhảy xuống sông chết luôn cho rồi.
Alo. Em đang ở đâu vậy? Dạ em đang thôi chết rồi. Dạ em về liền. Chú Quý hỏi bài của em viết xong chưa. Anh không biết trả lời làm sao cả. Bây giờ bài em viết xong chưa? Sao không gửi? Dạ em gửi liền. Thôi chết rồi. Bây giờ phải về cơ quan gấp với một cái tin cái đã. Ở lại về sau nha. Tức cười thiệt đó ha. Chẳng lẽ anh Thiện bỏ đi mà làm cho nó buồn đến nỗi quên đi công việc luôn sao? Ê, có khi nào... Ủa, nó nói khi nào vậy? Có khi nào nó thích anh Thiện không ta? Chào anh. Xong chưa? Lần đầu tiên anh thấy Hương như vậy đó. Có chuyện gì đó phải không em? Dạ không có gì đâu anh. Anh nghĩ phải có chuyện gì đó ghê gớm lắm nên Hương mới quên đầu quên đuôi như vậy. Đang viết bài tự nhiên bỏ đi. Từ đó tới giờ Hương chu đáo lắm mà. Anh đừng có quan tâm tới Hương, coi như là Hương bị khùng đi. Có chuyện đó nữa sao? Nè, bài của Hương đây nè. Xong rồi hả? Được rồi. Sẽ nói cái gì? Dù sao mình cũng phải đợi thời gian. Mình cần suy nghĩ chín chắn. Qua cơn sốc rồi mình sẽ hiểu kỹ lòng mình. Lúc đó mình biết mình sẽ làm gì. Bây giờ mình không muốn hành động hấp tấp. Hồi nãy nên làm gì mà tránh mặt Vi vậy? Nếu hát chung với người khác chắc Ninh không như vậy đâu, phải không? Ninh không nghĩ làm như vậy sẽ quê với người xem sao? Sao coi thường thành ý của người khác quá vậy? Cho dù không thích thì cũng phải lịch sự chứ. Trưa nay con có về ăn cơm không? Dạ con đang ở xa nhà lắm, chắc trưa nay về không kịp. Má ăn cơm trước đi. Trời ơi, giờ nghỉ trưa mà con còn làm cái gì? Con ăn cơm chưa? Tí nữa giao hàng xong rồi con ăn cơm. Má đừng chờ con nha. Dạ. Ngày nào cũng phải đợi nó. Bộ không có nó chắc mà ăn không ngon hả? Lúc nào cũng đợi. Đợi riết rồi hả? Con nhịn con đói chắc con bệnh chết luôn.